Chào các bạn, mời các bạn theo dõi chương 4 kế hoạch hóa sản xuất. Các cái mục tiêu của chương 4 bao gồm các cái nội dung sau đây. Thứ nhất là giới thiệu chung về cái công tác tổ chức lập các cái kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp. Thứ hai là phân biệt các cái loại kế hoạch sản xuất trong một doanh nghiệp. Thứ ba là trình bày các cái phương pháp dùng để lập kế hoạch sản xuất cho cái bản kế hoạch sản xuất trung hạn, hay chúng ta còn gọi là kế hoạch sản xuất cấp 2. Thứ tiếp theo là giới thiệu về cái quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp. Đây là cái bản kế hoạch cấp 3 trong cái kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Và cuối cùng là phần thực hành các cái bài tập của chương. Với các cái mục tiêu đã đặt ra như vậy thì chương 4 sẽ có 4 cái nội dung trung tâm. Thứ nhất là trình bày về cái khái niệm và tầm quan trọng của kế hoạch trong quản trị sản xuất. Thứ hai là trình bày về quy trình chung để làm kế hoạch sản xuất, hay chúng ta còn gọi là quy trình kế hoạch hóa sản xuất. Thứ ba là kế hoạch tổng hợp hay là kế hoạch sản xuất cấp trung hạn. Và cuối cùng là kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp. Đây là bản kế hoạch cấp 3 về sản xuất trong doanh nghiệp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về khái niệm và tầm quan trọng của kế hoạch trong quản trị sản xuất. Thế thì kế hoạch sản xuất hay là kế hoạch marketing hay kế hoạch tài chính thì đầu tiên nó cũng phải là kế hoạch đã. Và chúng ta sẽ đưa ra một cái tiếp cận chung về kế hoạch. Kế hoạch bản chất là một tập hợp của những hoạt động, những công việc được sắp xếp theo những trình tự nhất định để đạt được những cái mục tiêu nhất định đã đề ra. Thế trong cái khái niệm này thì chúng ta nhớ là kế hoạch nó là một tập hợp của các công việc, các hoạt động, và các cái hoạt động này thì phải được sắp xếp theo cái trật tự, chứ không phải là các cái hoạt động mà nó có thể làm một cách hỗn loạn, nó có thể là ngẫu hứng được. Và một cái điểm nữa cũng không được quên, đó là tất cả các bản kế hoạch thì đều phải hướng tới là thực hiện được các cái mục tiêu nhất định nào đấy. Thế đấy là cái nhìn về kế hoạch. Thế còn kế hoạch sản xuất thì sao? Thế kế hoạch sản xuất bản chất cũng chỉ là kế hoạch mà nó dành cho các cái hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Có vậy thôi ạ. Ở kết cấu một bản kế hoạch thì nó sẽ gồm 3 cái hợp phần. Hay chúng ta có thể nói rằng là kế hoạch thì nó luôn luôn là một cái văn bản và nó chứa 3 cái nội dung cụ thể dưới đây. Thứ nhất là kế hoạch phải có mục tiêu. Thế thì bất kỳ bản kế hoạch nào cũng đều phải trả lời cái câu hỏi là mục tiêu hướng tới của kế hoạch là gì. Thứ hai là cái phương án hành động của kế hoạch. Và có nghĩa rằng là cái nội dung này thì cần phải trả lời cái câu hỏi là kế hoạch cần phải làm những công việc gì để đạt được cái mục tiêu đã vạch ra ở trên. Thế thì sau khi có mục tiêu và có phương án hành động thì kế hoạch tiếp tục phải trả lời hay là phải đưa ra một cái nội dung tiếp theo, đó là cái phương án sử dụng các nguồn lực. Và cái mảng nội dung này nó sẽ cần phải trả lời cái câu hỏi là cần những nguồn lực gì để có thể thực hiện được cái phương án hành động ở trên và qua đó thì đạt được mục tiêu của kế hoạch. Thế thì những nguồn lực ở đây chúng ta có thể hiểu là rất là nhiều các nguồn lực mà cần thiết phải sử dụng. Ví dụ như là chúng ta cần dùng bao nhiêu giờ công, bao nhiêu giờ máy, bao nhiêu tấn nguyên vật liệu, rồi là thời gian sản xuất là bao nhiêu lâu, vân vân và vân vân. Thế thì có thể nói rằng là nếu như nhìn vào một bản kế hoạch mà chúng ta thấy là chỉ có mục tiêu, rồi có phương án hành động nhưng không hề có những cái thông tin về sử dụng các nguồn lực, thì cái bản kế hoạch như thế có thể là dẫn doanh nghiệp tới những cái trạng thái sau đây. Thứ nhất là có thể là không, kế hoạch không khả thi, bởi vì là cái nhu cầu sử dụng các nguồn lực ấy khi không lường trước được có thể là nó vượt quá cái năng lực của doanh nghiệp và nó làm cho cái kế hoạch phá sản. Hoặc là khi chúng ta không xem xét đầy đủ các cái nguồn lực cần sử dụng ấy cụ thể như thế nào ấy, thì có thể là chúng ta sử dụng một cách lãng phí
Nó sẽ gây đến một cái việc là giảm cái hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong cái quá trình sản xuất vân vân. Thế như vậy có thể nói rằng là kế hoạch sản xuất tốt thì đầu tiên ấy nó phải có đầy đủ ba cái hợp phần này đã. Và tất nhiên rồi nó sẽ phải có những cái thuộc tính khác nữa mà chúng ta sẽ bàn ở cái phần sau về cái chất lượng kế hoạch. Thế còn ở đây thì chúng ta có thể chốt lại là bất kỳ một bản kế hoạch nào thì cũng phải có cấu tạo bởi ba cái hợp phần cơ bản. Một là mục tiêu, hai là phương án hành động và thứ ba là cái phương án sử dụng các nguồn lực. Như vậy là bản chất của kế hoạch thì nó gồm có ba cái nội dung. Thứ nhất là xác định mục tiêu này, thứ hai là xây dựng cái phương án hành động này, và thứ ba là phương án sử dụng các nguồn lực. Thế vì vậy mà một cái bản kế hoạch sản xuất thì chúng ta cũng sẽ phải có ba cái nội hàm như vậy ở bên trong, và có nghĩa rằng là kế hoạch sản xuất sẽ phải trả lời những cái câu hỏi cụ thể như thế này. Thứ nhất liên quan đến cái mảng nội dung về mục tiêu của kế hoạch ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải trả lời là mục tiêu cụ thể của cái kỳ kế hoạch này là cái gì. Có nghĩa rằng là chúng ta phải xác định ra được ra một mục tiêu hoặc là một số các cái mục tiêu quan trọng của mà chúng ta cần phải lập trong cái kỳ kế hoạch. Các mục tiêu ở đây có thể là mục tiêu định lượng rõ ràng, ví dụ như là sản lượng sản xuất là bao nhiêu, thế rồi là cái thị phần là như thế nào, hay là cái giảm cái giá thành sản xuất đi như thế nào, vân vân. Hoặc là những cái mục tiêu mà có thể là nó mang tính định tính, chẳng hạn như là chúng ta tăng sản lượng, chúng ta tăng thị phần, hay là chúng ta tăng cái sự hài lòng của khách hàng, vân vân. Một cách nó không được rõ nét như là những cái mục tiêu mà được định lượng cụ thể. Thế thì tất nhiên là với các kỳ kế hoạch khác nhau thì cái sự cụ thể, sự rõ nét của các cái mục tiêu ấy nó cũng sẽ có những cái sự khác nhau. Và để phân biệt được các cái bản kế hoạch khác nhau này hay là các cái cấp kế hoạch trong một cái hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp ấy thì chúng ta sẽ còn phải xem xét ở những cái phần sau của chương. Thế còn ở đây thì các bạn chỉ cần hiểu được là chúng ta cần phải xây dựng các cái mục tiêu cho những cái bản kế hoạch. Thế cái mảng nội dung thứ hai là xây dựng cái phương án hành động, thì đối với lại kế hoạch sản xuất, phương án hành động chính là phương án sản xuất. Và phương án sản xuất thì nó cũng sẽ trả lời những câu hỏi như thế này là cần phải sản xuất những sản phẩm gì. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa vào trong cái kỳ kế hoạch này cái danh mục các sản phẩm gì để chúng ta sẽ sản xuất này. Thứ hai là sản xuất bao nhiêu từng loại. Thứ ba là sản xuất khi nào, sản phẩm nào trước, sản phẩm nào sau chẳng hạn như thế. Rồi tiếp theo là sản xuất ở đâu trong cái phương án sản xuất. Ở đâu ở đây có nghĩa rằng là cái sản phẩm A thì chúng ta sẽ cho sản xuất ở phân xưởng nào, thế rồi từng cái giai đoạn công nghệ của nó thì sẽ được làm ở các bộ phận nào, hoặc là thậm chí là với những cái nhà máy toàn cầu ấy thì là trong cái kỳ kế hoạch này thì cái sản phẩm A sẽ được đưa đến cái nhà máy sản xuất nào trong chuỗi các cái nhà máy của một cái doanh nghiệp toàn cầu. Thế cái mảng nội dung thứ tư liên quan đến cái câu hỏi là cái phương án sử dụng các nguồn lực như thế nào để chúng ta thực hiện được cái phương án sản xuất và các cái mục tiêu đã nêu ra ở trên. Thế thì trong cái phần này nó sẽ bàn tới câu chuyện là chúng ta phải xác định các cái nguồn lực như là máy, là lao động, là nguyên vật liệu, là mặt bằng sản xuất vân vân để phục vụ cho cái phương án sản xuất đã được vạch ra ở cái phần trên. Chúng ta có thể xem xét các cái mục tiêu chung của bất kỳ một cái bản kế hoạch sản xuất nào trong doanh nghiệp. Thế thì xuất phát từ cái mục tiêu chung của các cái doanh nghiệp kinh doanh thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp kinh doanh thì đều hướng tới hai cái mục tiêu cơ bản nhất. Thứ nhất là cần phải đáp ứng cầu thị trường về các cái sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp ra cho xã hội.
Thứ hai, mục tiêu thứ hai ấy, nó có cái tính một chút là đối kháng nhưng cũng có một tính một chút là nó tính đồng thuận. Mà cái này thì chúng ta đã nói từ những cái chương đầu tiên của môn học, đó là doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo cái việc là tối đa hóa lợi nhuận để làm gì? Để có thể là nâng cao được cái sức cạnh tranh trong tương lai qua cái việc là có lợi nhuận gia tăng thì có thể đầu tư lại vào con người, rồi mua các cái máy móc thiết bị tốt hơn, rồi là đầu tư vào các cái công nghệ sản xuất nó hiện đại hơn vân vân. Và những thứ đấy thì nó cuối cùng nó cũng sẽ làm cho cái việc là người tiêu dùng hay là khách hàng sẽ thỏa mãn hơn và nó cũng đáp ứng cái nhu cầu thị trường tốt hơn. Thế nhưng mà cái tối đa hóa lợi nhuận thì nó cũng có một cái khía cạnh ngược lại. Đó là tối đa hóa lợi nhuận thì đôi khi là nó sẽ dẫn tới cái việc là doanh nghiệp sẽ phải cố gắng là tiết giảm các cái chi phí và nhất là các chi phí đầu tư để nâng cao được cái lợi nhuận mà nhất là các cái lợi nhuận trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn và trung hạn. Thế thì tóm lại là hai cái mục tiêu nó vừa đồng thuận và nó vừa mâu thuẫn nhau, đó là phải đáp ứng cầu thị trường và tối đa hóa lợi nhuận. Thế ngoài ra thì doanh nghiệp cũng có thể là đặt ra những cái mục tiêu khác nhau nữa. Ví dụ như là nâng cao cái trách nhiệm xã hội chẳng hạn, đối với lại một số các cái doanh nghiệp mà có cái uy tín trong xã hội ấy. Đấy. Hay là những cái mục tiêu khác như là những cái doanh nghiệp dẫn đầu của một ngành hàng nào đó vân vân. Thế thì từ những cái mục tiêu chung của cái hoạt động sản xuất kinh doanh đó thì cái mục tiêu chung của tất cả các cái bản kế hoạch sản xuất cũng sẽ phải hướng tới, đó là kế hoạch sản xuất phải nhằm tới cái việc là đáp ứng cầu thị trường về các cái sản phẩm hàng hóa mà hay là sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp ra thị trường. Thế rồi cái nội dung hay là cái mục tiêu thứ hai của doanh nghiệp đó là tối ưu hóa lợi nhuận hay là tối đa hóa lợi nhuận cũng vậy, thì đối với lại bản kế hoạch sản xuất thì cũng phải hướng tới cái việc là xây dựng cái phương án kế hoạch như thế nào để giúp doanh nghiệp đạt được cái mục tiêu này. Và một cái mục tiêu tiếp theo nữa của các cái bản kế hoạch cả sản xuất ấy, chúng ta cũng cần phải hướng tới, đó là kế hoạch sản xuất thì phải có tính khả thi. Có nghĩa rằng là cái doanh nghiệp không chỉ hướng tới cái việc đáp ứng cầu thị trường bên ngoài mà còn cần phải biết được là cái phương án đáp ứng cầu đó thì nó cũng phải phù hợp với cái năng lực sẵn có hay là năng lực cung của doanh nghiệp. Thế như vậy là chúng ta có thể nói rằng là ba cái mục tiêu cơ bản của bất kỳ một cái bản kế hoạch sản xuất nào thì cũng sẽ phải nhằm tới, thứ nhất là đáp ứng cầu thị trường, thứ hai là tối ưu hóa lợi nhuận và thứ ba là kế hoạch sản xuất phải có tính khả thi. Tiếp theo là các cái yêu cầu về xây dựng mục tiêu kế hoạch của sản xuất. Như các bạn nhìn thấy là nó là một cái từ SMART ghép từ năm cái chữ cái đầu tiên của tiếng Anh. Thế thì chúng ta cũng đã học trong cái môn quản trị học đại cương rồi. Và năm cái mục tiêu này thì chúng ta cũng không lạ gì, đúng không ạ? Thế thì các cái bản kế hoạch sản xuất thì đều phải có những cái mục tiêu như là cụ thể, rõ ràng và đo lường được. Thế thì rõ ràng trong hệ thống sản xuất các cái mục tiêu xây dựng thì đòi hỏi phải có những cái mục tiêu mà nó hết sức là cụ thể và đo lường được để từ đó mà người ta còn có thể xây dựng thành những cái lệnh sản xuất xuống dưới xưởng hay là những cái lệnh đặt hàng ra bên ngoài cho các nhà cung cấp vân vân. Thế liên quan tới cái yêu cầu thứ ba về cái mục tiêu kế hoạch đó là phải khả thi. Thế thì ở đây nó bàn tới cái câu chuyện,
là khi lập các cái bản kế hoạch sản xuất ý, nếu như chúng ta đưa ra các mục tiêu mà không xem xét tới cái năng lực sản xuất sẵn có của hệ thống thì dẫn tới là cái hậu quả là có thể là những cái chỉ tiêu kế hoạch nó đã vượt quá xa cái khả năng sản xuất, và vì vậy nó làm cho là không những là chúng ta không hoàn thành được kế hoạch mà nó còn gây nên cái sự là rối loạn trong hệ thống sản xuất. Nếu như cùng một lúc hệ thống tổ chức nhiều các cái mã hàng mà chỉ cần một cái mã nào đó nó bị không thể thực hiện được và nó sẽ gây ách tắc và rối loạn cho cả các cái cùng một lúc các cái mã khác mà cùng chia sẻ cái các cái nguồn lực như nhau trong hệ thống. Cái yêu cầu thứ tư đó là các cái mục tiêu kế hoạch thì phải thống nhất với các mục tiêu chung và thống nhất với tầm nhìn chung của doanh nghiệp. Thế thì chúng ta đã biết là sản xuất chỉ là một chức năng trong các cái chức năng của doanh nghiệp thôi. Thế thì việc mà đưa ra các cái chỉ tiêu kế hoạch hay là các mục tiêu kế hoạch cho sản xuất ấy thì rõ ràng là không thể mà mâu thuẫn với lại các cái mục tiêu của các cái chức năng như là marketing, như là tài chính, như là nhân lực, để tất cả cái hệ thống doanh nghiệp sẽ phải cùng phấn đấu tới đạt được những cái mục tiêu chung, những tầm nhìn chung trong cái kỳ kế hoạch đặt ra. Rõ ràng là nếu như kế hoạch sản xuất mà đưa ra chỉ tiêu quá lớn trong khi mà tài chính lại không đáp ứng được cái nhu cầu vốn cho sản xuất thì rõ ràng nó sẽ gây cái sự là không mâu thuẫn và không thể hoàn thành được. Hoặc là nếu như sản xuất với những cái chỉ tiêu mà nó mâu thuẫn với lại bên marketing chẳng hạn thì rõ ràng là sản xuất ra thì sẽ bán hàng như thế nào. Đấy là cả một cái vấn đề mang tính hệ thống mà tất cả các cái quản trị, các chức năng đều cần phải cố gắng để đưa ra các cái mục tiêu cho các bộ phận mình thống nhất chung với mục tiêu của doanh nghiệp. Thế còn cái yêu cầu cuối cùng đó là các cái mục tiêu của sản xuất thì phải có kỳ hạn. Thế thì hẳn nhiên rồi, chúng ta thấy là cái hệ thống kế hoạch sản xuất ấy thì thường là nó được tạo bởi từ ba cái cấp, một là cấp dài hạn, hai là cấp trung hạn và ba là cấp ngắn hạn. Tương ứng với cái cấp kế hoạch nào thì sẽ có cái mục tiêu nấy. Vì vậy mà các mục tiêu đưa ra cho các bản kế hoạch hay là cho các cấp kế hoạch trong cả hệ thống kế hoạch ấy, nó phải có cái kỳ hạn và nó phải hợp lý theo cái kỳ hạn đó thì mới đạt được cái yêu cầu về cái việc là đưa ra hay là xây dựng ra các cái mục tiêu của kế hoạch. Khi làm kế hoạch thì chúng ta sẽ phải xem xét các cái nhu cầu về các cái nguồn lực cần sử dụng cho cái bản kế hoạch đó nữa. Thế thì những cái nguồn lực nào cần phải xem xét? Thế thì thông thường mà nói thì có ba cái nguồn lực sau đây là rất là quan trọng cần phải xem xét trong khi lập các cái bản kế hoạch sản xuất. Thứ nhất là về nguồn lực về lao động. Thế thì chúng ta sẽ phải trả lời những cái câu hỏi như là cần những cái loại lao động nào trong bản kế hoạch, cụ thể là về những cái vị trí, rồi là trình độ, tay nghề, rồi chúng ta cần bao nhiêu mỗi một loại, khi nào chúng ta cần, và nếu như mà những cái lao động của chúng ta đang có chưa đáp ứng được cái yêu cầu cho cái đơn hàng hay là cho cái kế hoạch sản xuất sắp tới thì chúng ta sẽ cần phải đào tạo bổ sung những cái người lao động này. Thế thì đào tạo cái gì, những cái kỹ thuật nào cần thiết để đáp ứng được cái đơn hàng hay là cái kế hoạch sản xuất sắp tới. Cái loại nguồn lực thứ hai đó là các cái loại nguyên vật liệu ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải trả lời những cái câu hỏi là đơn hàng tới, kế hoạch tới sẽ cần những cái chủng loại nguyên vật liệu nào để sản xuất được, và những cái định mức sử dụng trong sản xuất như thế nào, đã xây dựng hay chưa, thế rồi là số lượng của mỗi loại cần để thực hiện được các cái bản kế hoạch đề ra, và cần vào thời điểm nào cho mỗi một cái loại nguyên phụ liệu này. Và như thế thì chúng ta thấy là cái việc mà tính toán cái nhu cầu nguồn lực về nguyên vật liệu ấy nó không đơn giản một chút nào, bởi vì là cái nguyên vật liệu cho sản xuất ấy thì nó rất là đa dạng.
Một sản phẩm có thể tạo bởi từ rất là nhiều các cái loại nguyên vật liệu khác nhau, và các nguyên vật liệu này thì lại được cung cấp bởi các cái nhà cung cấp khác nhau ở những cái vị trí địa lý khác nhau. Và cái việc mà tổ chức mua sắm và vận chuyển về doanh nghiệp, hay chúng ta gọi là cái hoạt động logistics ấy, thì nó cũng hết sức là phức tạp. Thế thành ra là cái việc mà tính toán cái nhu cầu về cái nguồn lực nguyên vật liệu là cả một cái vấn đề rất là lớn trong cái hoạt động logistics của doanh nghiệp. Vì vậy mà nó sẽ tách ra thành một cái mô đun học riêng để phục vụ cho cái vấn đề này, thì các bạn sẽ nghiên cứu ở những cái học phần tiếp theo trong chương trình. Thế cái nguồn lực tiếp theo mà cũng rất quan trọng trong cái công tác lập kế hoạch sản xuất, đó là phải xác định cái nhu cầu về máy móc, thiết bị công nghệ và các cái máy móc phụ trợ. Thế thì ở đây cũng giống như là hai loại nguồn lực trên, chúng ta cũng sẽ phải trả lời những cái câu hỏi là cần bao nhiêu, cần những loại máy móc nào, cần vào thời gian nào, khi nào thì cần phải lắp đặt, tức là set up ấy, các cái máy móc thiết bị để mà sẵn sàng cho thực hiện các cái kế hoạch sản xuất đã đề ra. Cái phương án sử dụng các cái nguồn lực ấy, như là đã nói, ba cái nguồn lực ở trên là lao động này, rồi máy móc thiết bị này, công cụ dụng cụ sản xuất này, và các cái nguyên vật liệu ấy, thì có thể nói đó chính là cái kế hoạch mà được gọi tên riêng nó là kế hoạch chuẩn bị sản xuất. Thế thì kế hoạch chuẩn bị sản xuất này nó gọi là 3P: Production, Preparation, Plan. Tóm lại là khi làm các cái kế hoạch sản xuất thì chúng ta phải làm luôn cái kế hoạch mà sử dụng các cái nguồn lực. Và đó, cái kế hoạch sử dụng các nguồn lực đó, đó chính là cái kế hoạch được gọi tên khác là kế hoạch chuẩn bị sản xuất. Thế thì việc mà làm các cái kế hoạch chuẩn bị sản xuất này, nó lâu hay là nó nhanh, nó phức tạp hay là nó đơn giản, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng các cái mã hàng sẽ đưa vào sản xuất trong kỳ kế hoạch. Thế rồi nó phụ thuộc vào cái việc là các cái mã hàng này là đã chạy chưa, hay là đã sản xuất chưa trong hệ thống, có cái mã nào mới không. Rõ ràng là càng nhiều mã hàng mới thì cái việc mà chuẩn bị sản xuất đấy, hay là lập các cái kế hoạch về nguyên vật liệu, hay là máy móc, hay là lao động, nó sẽ càng phức tạp hơn. Hay là số lượng các cái mã hàng nó càng nhiều đưa vào trong cái kỳ kế hoạch, thì cái việc lập cái kế hoạch chuẩn bị sản xuất này thì rõ ràng là nó phức tạp hơn rất là nhiều. Thế rồi một cái điểm cô cũng muốn nhấn mạnh với các bạn là làm kế hoạch sản xuất ý, thì không chỉ nhấn tới cái kế hoạch sản xuất cho các cái sản phẩm chính, là các cái sản phẩm mà bán ra ngoài thị trường, mà chúng ta còn phải chuẩn bị cả cái kế hoạch như chúng ta đã nói ở trên, tức là cái kế hoạch chuẩn bị sản xuất. Như vậy là cái công tác lập kế hoạch sản xuất ý, thì nó gồm có hai thứ, là kế hoạch sản xuất chính, hay là kế hoạch sản xuất các sản phẩm chính cũng được, và kế hoạch chuẩn bị sản xuất, hay chính là cái kế hoạch sử dụng các cái nguồn lực cho sản xuất ấy. Thế thành ra là chúng ta đừng quên nhé, chứ nhiều khi là không để ý thì chúng ta cứ tưởng rằng là làm kế hoạch sản xuất chỉ làm cái kế hoạch mà cho các cái sản phẩm chính thôi, và quên đi cái phần mà kế hoạch chuẩn bị sản xuất. Và cái kế hoạch chuẩn bị sản xuất ấy, càng làm tốt bao nhiêu, càng cẩn thận bao nhiêu, thì cái việc mà triển khai thực hiện ấy, nó sẽ càng trơn tru và dễ dàng bấy nhiêu. Thế thì nội dung của cái kế hoạch chuẩn bị sản xuất thì ở đây chúng ta nhìn thấy là có rất là nhiều các cái đầu mục. Một là chúng ta phải chuẩn bị các cái tài liệu thiết kế cho sản phẩm. Thế thì cái tài liệu này nó sẽ được đưa tới từ cái bộ phận thiết kế sản phẩm, hoặc là nếu như doanh nghiệp gia công ấy, thì cái bên doanh nghiệp chủ họ sẽ phải chuyển giao cho chúng ta cái tài liệu thiết kế, để từ đó mà các cái kỹ sư và các cái nhà quản trị sản xuất ấy, người ta tổ chức thực hiện cái quá trình sản xuất ở dưới xưởng.
Thứ hai là chúng ta phải bố trí, lắp đặt các cái trang thiết bị máy móc và truyền cho cái việc mà tổ chức thực hiện cái kế hoạch sản xuất sau này. Nội dung tiếp theo của cái chuẩn bị sản xuất hay là cái công tác chuẩn bị sản xuất ấy, đó chính là chúng ta phải cần bố trí rồi đào tạo nhân lực cho sản xuất cái sản phẩm mà chúng ta sẽ tiến hành trong cái thời gian sắp tới. Nhất là với các cái dòng sản phẩm mới thì cái việc bố trí và đào tạo này lại càng cần thiết. Nhiều doanh nghiệp người ta phải tổ chức là thiết kế một cái truyền thử hoặc là vài công đoạn khó thử đối với cái sản phẩm mới ấy, rồi người ta cho công nhân làm thử. Sau đó thì mới tiêu chuẩn hóa những cái công việc đó và phổ biến vào trong cái dây chuyền thật đến khi mà chạy cái mã hàng đó thực tế. Tiếp theo là phải biên soạn các cái tài liệu hướng dẫn cho sản xuất. Thế thì những cái tài liệu này thì cần thiết để dưới các cái xưởng, các cái tổ trưởng, các cái quản đốc ấy, họ đọc và hướng dẫn lại một cách cụ thể, chi tiết cho các cái công nhân hay là các vị trí ở trên truyền. Thế rồi những cái công việc tiếp theo của công tác chuẩn bị sản xuất đó là chúng ta phải ban hành các cái tài liệu định mức. Nếu như mà những cái sản phẩm mới chưa có những cái định mức, như ví dụ như là định mức sử dụng các cái nguyên vật liệu nhất định, rồi định mức sử dụng nhân công, định mức sử dụng các cái máy, các cái thiết bị khác nhau trong quá trình sản xuất ấy. Nếu chưa có thì sẽ phải làm, tức là phải đo lường, rồi là ban hành các cái tài liệu này để từ đó chỉ dẫn cho cái quá trình sản xuất nó được thực hiện một cách nhịp nhàng và trơn tru. Thế rồi tiếp theo nữa là chúng ta cũng phải chuẩn bị các công cụ và dụng cụ sản xuất một cách đầy đủ. Việc chuẩn bị ở đây thì nó cũng là những cái công việc giống như ở trên thôi, có nghĩa là các bạn cũng sẽ phải tính toán được là cần những cái loại công cụ gì, dụng cụ gì cho các chỗ làm việc khác máy khác nhau, cần bao nhiêu, cần vào những thời điểm nào, vân vân và vân vân. Thế cuối cùng là các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái danh mục các cái loại nguyên vật liệu cho mỗi một cái mã hàng, và cái này chúng ta gọi là BOM ấy, viết tắt bởi ba cái từ tiếng Anh là Bill of Material, tức là cái có thể dịch nó là danh mục hoặc là có thể dịch nó là cái phiếu về nguyên vật liệu cũng được đấy. Và tất cả những cái nguyên vật liệu này thì chúng ta cũng sẽ cần phải tập kết bố trí đầy đủ để mà khi đưa cái kế hoạch sản xuất vào thực hiện thì tất cả các cái nguyên vật liệu phải được ở cái trạng thái sẵn sàng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần 4.1.2 là vai trò của kế hoạch sản xuất. Thế thì có hai cái vai trò quan trọng chúng ta cần phải nhấn mạnh. Thứ nhất là kế hoạch được xem là cái phương án hành động hay là phương án sản xuất để đáp ứng cầu thị trường trong cái kỳ kế hoạch xem xét. Thế như vậy là kế hoạch chính là cái công cụ để chúng ta đáp ứng cầu thị trường. Và như vậy rõ ràng là nó quan trọng rồi, đúng không ạ? Thế cái vai trò nữa cũng cần phải khẳng định của kế hoạch sản xuất thông qua cái nội dung của kế hoạch là cần thiết phải chuẩn bị các cái nguồn lực để mà chúng ta đáp ứng được cái cầu thị trường bên ngoài. Mà cầu thị trường bên ngoài thì thường xuyên là có cái sự thay đổi. Thành ra chúng ta có thể nói rằng là kế hoạch sản xuất chính là một cái phương án chuẩn bị cho doanh nghiệp để đáp ứng được với cái sự thay đổi của thị trường bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy là hai cái khẳng định này nó cũng đã nói lên cái vai trò vô cùng quan trọng của cái bản kế hoạch sản xuất. Thế cái vai trò của kế hoạch sản xuất ấy có thể được nhìn từ cái góc độ về các cái mục tiêu chính của kế hoạch. Thế thì như các bạn đã biết là hai cái hướng mục tiêu chính của doanh nghiệp kinh doanh đó là phải đáp ứng cầu thị trường và tối đa hóa lợi nhuận thông qua cái việc đáp ứng cầu thị trường. Thì đây cũng chính là hai cái hướng mục tiêu quan trọng đặt ra đối với lại các cái hoạt động sản xuất.
Và vì vậy chúng cũng chính là những cái mục tiêu chính của tất cả các cái bản kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp. Thế thì với nhìn hai cái mục tiêu như vậy thì chúng ta có thể cho rằng là kế hoạch sản xuất được coi như là một cái phương án sử dụng các cái nguồn lực để hướng tới cái việc là đáp ứng được cầu thị trường và tối đa hóa lợi nhuận. Thế thì đáp ứng cầu thị trường thì sẽ dẫn tới là nâng cao được cái sự hài lòng của khách hàng, mở rộng được cái thị phần, và tối đa hóa lợi nhuận thì giúp doanh nghiệp có thể là có cái khả năng tồn tại và phát triển tốt hơn, nhiều lợi nhuận hơn thì sẽ cái năng lực về tái đầu tư cho sản xuất nó sẽ tốt hơn, cái năng lực đầu tư vào vốn và con người cũng sẽ tốt hơn và làm cho cái hệ thống sản xuất nó cạnh tranh hơn. Thế thì như vậy có thể nói rằng là kế hoạch sản xuất có thể được coi là một công cụ để mà giúp cho các doanh nghiệp nâng cao được cái năng lực cạnh tranh cho mình. Và đây chính là cái nhìn rất là quan trọng về cái vai trò của cái kế hoạch sản xuất. Một cái nhìn tiếp theo và để nó làm nổi rõ hơn cái vai trò của kế hoạch trong quản trị sản xuất thì các bạn thấy là cái quy trình quản lý có bốn cái chức năng là PDCA, và cái chữ P ấy, tức là cái chức năng về lập kế hoạch ấy, nó là cái chức năng đứng đầu tiên trong cả cái quy trình PDCA này, và vì vậy mà nó có cái tầm ảnh hưởng đến toàn bộ các cái quá trình quản trị trong cái lĩnh vực mà quản lý. Ở đây chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là có P thì mới có thể đi được, tức là mới có thể tổ chức, đúng không ạ, thực hiện được cái kế hoạch, tức là cái đu ấy. Thế rồi là có P, có D thì mới có C, tức là C nó là cái hoạt động check, kiểm soát ấy. Thì rõ ràng là nếu như không có cái kế hoạch tốt thì họ làm sao chúng ta có thể mà chúng ta kiểm soát được hệ thống sản xuất tốt. Thế rồi là có P, có D, có C thì mới có cái chức năng cuối cùng là action, tức là điều chỉnh lại cái hoạt động sản xuất để nó đi đúng theo cái lộ trình hoặc là những cái mục tiêu mà cái lập kế hoạch hay là những cái mong muốn của người quản trị đưa ra từ đầu. Thế thành ra là với cái nhìn như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái chức năng planning ấy, chức năng lập kế hoạch ấy, thì nó có một cái vai trò là đầu tiên và quan trọng nhất của cả cái quy trình quản lý. Mà rồi thì nó sẽ, nếu làm tốt cái công tác lập kế hoạch này thì nó sẽ giúp cho cái việc là nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thế thì như các cụ có nói rằng là vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là làm việc gì cũng thế, cứ khó khăn nhất và quan trọng nhất chính là ở cái bước làm đầu tiên, bước đi đầu tiên. Thành ra là cái vai trò của kế hoạch ở đây cũng là cái vai trò đầu tiên, bước đi đầu tiên của cả cái quy trình quản lý. Vì vậy mà càng cần phải tập trung các cái trí tuệ và sức lực để làm cái công tác kế hoạch cho nó tốt thì mới có thể nói đến là quản trị có hiệu lực và hiệu quả sau này.